với hơn 87 điểm, tư trụ xếp hạng nhất trong 15 quyện thị xã thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp quyền tư trụ dẫn đầu về cải cách hành chính quán trị quan điểm xây dựng nền hành chính công khai minh bạch phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp quyền tư trụ có nhiều giải pháp đột phá trong cải cách hành chính như tăng cường trách nhiệm người đứng đầu thường xuyên trà soát các văn bản thủ tục hành chính gây dưỡng mắt cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội của người dân để đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp đồng thời chú trọng nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công viên chức Nhờ đó, có trên 98% người dân doanh nghiệp khai lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính và trung tâm hành chính công của quyện. Năm 2022, quyện giải quyết trên 19.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có đến 70% hồ sơ trước hạn, 30% hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn. Đặc biệt, có đến 51% thủ tục hành chính giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4. Trong năm 2023, Tân Trụ tiếp tục xác định cải cách hành chính là kiểm chủ trọng tâm, lấy người dân là đối tượng phục vụ, doanh nghiệp là động lực, là nguồn lực đối với sự phát triển của huyện.